Thôi, xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Thì số điện thoại đặt máy bên mình á là 0355 356 356, mình có trong cái bảng nhỏ nhỏ kia nha anh em. Anh em cứ gọi thẳng số đấy, sẽ có người bắt máy và giao dịch với anh em nha. Quy định mua máy thì cọc trước 50.000 Viettel cho những máy dưới 1 triệu ha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ với 12 chữ số, 15 chữ số mã thẻ của cọc Viettel nha, mình chỉ nhận cọc Viettel thôi là mình sẽ gửi máy cho anh em. Còn những anh em mà gần nhà thì tới cửa hàng mình mua máy luôn nha, ở Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng nha anh em. Rồi, không dây dòng nữa ha. Con máy đầu tiên hôm nay là con Oppo A37 nè. Oppo A37 màu gold nha. Gold vỏ thì có xước sát này, không đến nỗi quá xấu ha, lưng còn được. Phím là nó hơi trời trời. Kính đẹp ha, kính thì không có xước. Chức năng còn ok, wifi rồi các thiếu. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 2, bộ nhớ 16GB. A37 RAM 2 16. Ok nha, con A37 thì bán rất nhiều rồi, không cần giới thiệu dài cho anh em ha. Con này ra đi cho anh em giá 890.000, 890k thôi, kèm sạc và mình sẽ dán cơ lực cho anh em luôn nha, 890. Tiếp theo là một con Samsung bán hàng Grand Max nha, con này đẹp tầm 97-98 nha, màu trắng này, kính này gần như không có xước sát gì hết, còn đẹp, xương đẹp luôn. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 16, pin 2.5 nha, máy đẹp tầm 97-98, màn hình con này cực sắc nét nha, dạng AMOLED anh em, nên nó rất là nét, này dính sắc nét cực kỳ luôn ha. Chức năng thì full nha, full chức năng. Ok, con này để anh em giá 1.900.000, 1090 nha, kèm cục sạc cho anh em luôn và đại dán kính rồi. Tiếp theo là con iPhone 5S, con này màn ring, vỏ thay mới, vỏ thay như mới rồi, quốc tế nha, chỉ việc bỏ sim luôn là xài, 16GB, vân tay đầy đủ hết cho anh em. Đó, 16GB, đầy đủ chức năng ha, chỉ việc bỏ sim vô xài thôi, không có dính tài khoản gì hết ha. Giá 1.350.000, 1350 5S. Tiếp theo con thứ tư là con Reba Pro Việt Nam, con này xài 2 sim, vỏ 6 nha anh em, vỏ có xuất sắc này, mình bán như mấy này thì mình không tính vỏ luôn đó. Bỏ vỏ luôn đó. Anh em không quan trọng thì mua lưng bỏ xài, kính thì có lông mèo vài cộng thôi nha, vài cộng lông mèo nhỏ nhỏ thôi. Rồi, nguyên ring, thích mấy ring này thì con này nha anh em, tại vì nó ring nên có nhiều con nó cũng không được đẹp như là cái máy bóc hộp đâu, máy cũ mà đó. Con này màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin 2.4 nha. Máy thì ngoại hình như clip rồi nha, giá 1.700.000 nha anh em, 1070, kèm sạc và dán cơ lực cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Oppo A71K, máy màu xanh, lưng có xước xước này. Đó, A71K nha, ngoại hình thì cũng còn ok. Con này màn hình 5 inch 2, RAM 2 16, pin 3.000, kính thì có lông mèo nhẹ nhẹ, còn chức năng ok hết nha, máy ring. Anh em RAM 2 16 này, Oppo xài cũng rất là lành tính nha, máy con này xài rất là chuẩn nha, không vấn đề đâu anh em. A71K để anh em giá 990.000 nha, 990k kèm sạc anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung A10s, Samsung A10s máy nguyên riêng nha, lưng thì do xài ấp lưng nó có nhâm nhâm. Con này màn hình 6.2, RAM 2, bộ nhớ 32, pin 4.000, kính đây mình đánh giá rồi, kính không có xước anh em, kính đẹp ha. Gọi ra con pin không à, còn chức năng ok nha, xài rất là mượt. Ừ,
wifi, camera các kiểu được hết. 20S RAM 232 nha. Con này đến giá 1.8 triệu. 1.8 triệu nha. Kèm sạc dán cực lực luôn. Realme C3 mình có một cái màu đỏ nha. Realme C3 lưng sau thì có nhâm nhâm nhẹ nhẹ. Kính trước lông mèo nhẹ nha. Con này màn hình 6.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000. Trâu bò luôn. Realme C2, con này kính có vài cọng lông mèo. Chức năng thì ok. Đó, và chức năng này rất là chuẩn luôn. Realme C3 332. Rồi, con này là màu đỏ nha. Anh em mua thì nói con Realme C3 màu đỏ ha. Con này đến giá 2.2 triệu nha. 2.2 triệu. Tiếp theo là một con Samsung A10. Samsung A10 màn hình 6.2, RAM 232, pin 3400. Lưng sau thì có một hai vết xước. Máy zin. Kính thì đẹp nha, kính đại giá cực lực rồi, đẹp kem. Đó. Máy thì mình quay kỹ rồi nha, anh em cứ kiểm tra kỹ máy trước khi đặt hàng nha. Đó, wifi này. Samsung A10 mọi chức năng ok. Con này đến đây giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu. Kèm sạc và giá cả lực luôn cho anh em. Rồi, tiếp theo là con Oppo F1S nha anh em. Con này RAM 4, bộ nhớ 64. RAM 4 64. Con này có hình mạnh nha. Màn hình 5.5 inch nha. RAM 4 64. Bộ nhớ con này rất là lớn, 64GB. Chức năng ok hết ha. Con này thay vỏ mới rồi, như mới luôn. Pin 3000 nha. Ra đi cho anh em giá 1.690. 1.690.000. Kèm sạc và dán kính cường lực cho anh em luôn. Đó. Một em Realme 7 Pro. Vỏ nó nhìn còn được được. Màn thay mới anh em. Màn thay mới, đẹp kem. Lưng sau chưa thay nên nó còn xước 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 này. Có những vết xước xước nha. Đó, quay kỹ cho anh em xem luôn này, từng chi tiết. Anh em thích thì gọi nha. Màu đen. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3600. Đi bảy rồi. Ok nha anh em. Con này bán VPN nha, Việt Nam. Thì bỏ hai sim được. Con này Realme 7 Pro màu đen. Để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Và tiếp tục mình sẽ giới thiệu anh em con Realme C3 màu xanh. Mình có một con màu xanh ở đây anh em. Realme C3 màu xanh. Con này lưng cũng còn đẹp tầm 95-96. Kính này không xước luôn nha. Kính này quá đẹp. Kính này keng xà beng luôn, không xước. Đó, quá chuẩn nha. Con này màu xanh nha. Anh em có mua thì nói có màu xanh. Realme C3 này, RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình là 6.5 inch, pin thì cũng 5000. Chức năng thì có phải bàn, con này rất là chuẩn nha. Realme C3, con này để anh em giá 2.3 triệu nha. 2.3 triệu. Kèm sạc và dán cái lực luôn cho anh em. Máy kính thì không vượt xước luôn nha, kính thì keng sao beng luôn. 2.3 triệu. Tiếp theo cho anh em là con Realme 7 Plus. Realme 7 Plus vỏ còn nguyên chưa thay, có xước sát cắn cắn này, mấy góc này nè. Được cái kính này đẹp, màn này màn thay mới rồi, màn thay mới. Đó, xài rất là ok. Con này là RAM 4, bộ nhớ 32 nha. Màn hình thì 5.5 inch, pin 3000. Chức năng thì ok, xài rất là mượt anh em, không vấn đề hết ha. Realme 7 Plus. Con này để anh em giá 1.750. 1.750, kèm sạc dán cực lực luôn cho anh em. Và mình còn một con Nokia 6 này anh em. Đó, Nokia 6 ha. Xài ok luôn. Con này RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 5.5 inch, pin 3000.
lưng sau đánh giá tầm 95. Cũng còn rất là ok. Kính đẹp nha, xài mỗi chức năng full. Chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Nokia 6. Con này đến em giá 1320 thôi, 1.320.000, RAM 332. Samsung A720 anh em, màu đen. Bản hàng nha. Máy đẹp và lưng sau keng luôn. Mặt trước không có xước, lưng sau cũng xước. Sườn thì có như mốt cắn cắn nhẹ máy góc. Sườn thì có bị nha. Cắn xước máy góc nha, sườn này. Còn nhiêu đẹp ha, con này RAM 332. À, còn rất sắc. Bản hàng này, có chữ T này. Chức năng ok. Pin 3.6 nha. Màn hình thì 5.7. Cổng sạc Type-C nha. Chỉ cho em sạc và dán cường lực luôn cho anh em. Còn A720 đến em giá 2.2 triệu. 2.2 triệu nha. Kèm sạc và dán cường lực luôn cho anh em. Rồi, clip này chắc xin tạm dừng tại đây đi. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em.